lũ quét ở Lai Châu, 6 người bị thiệt mạng. Lũ quét và lở đất do mưa lớn gây ra khiến cho ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. AP dẫn nguồn tin từ giới hữu trách ngày 13 tháng 8 cho hay, trong số nạn nhân có một gia đình gồm hai vợ chồng cùng ba đứa con tử vong ở Lai Châu khi nhà của họ bị lũ cuốn phăng. Một đứa con còn lại và một người cháu của cặp vợ chồng này bị thương nhẹ trong thảm họa thiên tai này. Lũ cũng giết chết một bé gái ở làng bên và gây thương tích trầm trọng cho bố mẹ em sau khi đất lở chôn vùi ngôi nhà của em. Mưa to gió lớn cũng đã phá hủy nhà cửa, mùa màng và làm tắc nghẽn giao thông tại nhiều khu vực. Dự báo từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 sẽ có một đợt lũ dâng cao từ 2 đến 3 mét trên sông Hồng, sông Thái Bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Bắc gồm có Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất nghiêm trọng.